và hãy subscribe channel. Và là bạn nào có những bài hôm nay mình sẽ những bài một skill, tức là skill ba đời. Đó, skill này này, chứ không phải skill đó đâu. Đây skill này đây, sau lưng mình đó. Đó. Ok, anh em sẽ nhận nó. Và cái điều hay là sẽ lên cái mình cái một lần như thế nha. Ok. Đan đan đan. Đây mình sẽ nhận. Bạn tìm hai bài tường cho mình nha. Bạn kéo, các bạn nhảy. Chúng từ bên đây rồi qua từ bên kia vậy á, hoài hoài hoài. Các bạn cứ tập quen thôi nhìn đây. Đó kìa. Thao tác cái nó như vậy. Skill này cũng hơi bị khó. Ok. Đó. Wow. Đây, đó vậy. Mày tập hoài luôn được. Tập hoài luôn. Mà sẽ quen thôi. Cái này đó tương đối dễ. Ok. Thôi xem. Các bạn nhớ hãy like share kênh của mình để có động lực làm gì nữa nha. Bây giờ thì chúc bạn có một ngày vui vẻ. Ok, tập bài.